Kính thưa tất cả quý Phật tử, phải nói sự kiện mà Tam Tài Hệ Niệm Pháp Hội Cầu Siêu được diễn ra tại Chùa Di Lặc, nơi mà có cư dân lặng thầm đông nhất, hơn 40.000 ngôi mộ, phải không các vị? Đây là một sự kiện lớn, nó hoàn toàn phản ánh đời sống tâm linh của tất cả chúng ta, những người có tôn giáo và những người không có tôn giáo. Điều này thể hiện rằng chúng ta là những người còn ở lại, luôn thao thức và ưu tư cho người thân đã ra đi của mình. Tức là chúng ta là những người còn ở lại, chúng ta luôn ưu tư cho người thân đã ra đi của mình. Ở đây chúng ta có một điều lo lắng, đó là hoàn toàn mình không hề có thông tin gì về người ra đi của mình. Xuất phát từ tình cảm mà thôi, khi người thân mình đi xa, chúng ta muốn biết người đó đã đi tới đâu và làm gì, rồi ở nơi xa đó có bình yên hay không. Đây hoàn toàn nó xuất phát từ cái trái tim của một người thân đối với một người thân. Người mà chưa thân kìa, ngó quanh ngó quất, gặp gật đầu vài ba cái, chúng ta còn phải đặt tìm hiểu, phải không? Mấy đứa con còn trẻ khơi khơi vậy, nó gặp cái nó chớp chớp mắt mấy cái tìm hiểu cô ấy ở đâu, bây giờ cô ấy làm cái gì, ngày mai cô ấy đi đâu. Nó rảnh lắm. Cho nên chúng ta luôn thắc mắc về nơi mà người thân của mình đã đến rồi sẽ đến, trong đó cũng có chính cuộc hành trình của bản thân của chúng ta trong cõi vô cùng này, phải không các vị? Hoàn toàn không có bóng dáng của sự mê tín dị đoan, mà nó xuất phát từ cái sự thổn thức nơi trái tim yêu thương của mình dành cho những người thân yêu. Chúng ta muốn biết một cách rõ ràng, chính xác rằng người thân của mình có hạnh phúc không, có bình yên không, hay là khổ đau vất vưởng theo gió núi mây ngàn, hay là phượng phất nơi đầu gền ngọn thác. Tất cả những ưu tư, những lo lắng đó khiến cho chúng ta muốn có một pháp lực gì, hay là muốn có một cái công đức gì, hay là một cái thần thông gì đó để mình có thể biết, biết để làm gì, biết để mình chia sẻ với những nỗi khổ đau mà người thân của mình đang gánh chịu. Thứ nhất, chúng ta muốn đền ơn đáp nghĩa đối với người thân của mình mà trong cuộc đời này chúng ta chưa có cơ hội để làm. Thứ hai là chúng ta muốn trả nợ ân tình của người thân đã ra đi. Thứ ba là chúng ta muốn gửi gắm tấm lòng của mình đến với người thân yêu và mong rằng người đó sẽ được hạnh phúc dù không còn ở bên cạnh chúng ta giữa cõi dương trần này. Cho nên hôm nay hàng triệu trái tim của tín đồ Phật giáo cả nước đang hướng về Pháp hội Tam Tài Hệ Niệm được tổ chức tại chùa Di Lặc, nơi mà mình chọn chỗ nằm yên mãi mãi cho người thân, để chúng ta gửi gắm tất cả những tâm tư, những tình cảm và những ý nguyện tha thiết chân chánh tất cả những điều đó không có gì gọi là sai trái hay mê tín cả, mà nó biểu thị sự quan tâm của con người với con người, và ít nhất là chúng ta thấy được trách nhiệm của mình đối với người thân
trong ý tưởng cộng nghiệp trên tinh thần của Phật giáo. Thì như vậy, người sống hay người đã chết, người còn ở lại hay người đã ra đi, chúng ta phải biết một điều, tất cả đều nằm trong vòng lẩn quẩn của sanh tử, tử sanh. Hôm nay để chia sẻ với những lo lắng, những thao thức và những băn khoăn của tất cả các vị đối với người thân trong 40 mấy ngàn ngôi mộ được chôn tại nghĩa trang này, nơi mà chúng ta tưởng rằng nó sẽ bình yên, nơi chúng ta nghĩ rằng đó là an giấc ngàn thu, nhưng rồi nó cũng không phải là nơi được gọi là bình yên, phải không các vị? Cho nên các vị càng lo lắng hơn nữa. Vâng, để giúp cho quý vị có một khái niệm về cuộc sống của con người ở hiện tại và con đường của con người sau khi rời khỏi cuộc sống ngắn ngủi của kiếp phù sinh này, thầy xin phép được trình bày với tất cả các vị trong pháp hội hôm nay qua chủ đề Cõi đi về. Ở trong cảnh sách văn, thiền sư Linh Hữu có dạy: sanh thử một bỉ, thăng trầm bỉ cực. Tức là chúng ta sanh ở đây, rồi chúng ta chết, rồi chúng ta lại sanh qua chỗ khác, gọi là sanh thử một bỉ, thăng trầm bỉ cực. Tức là cái cuộc sanh tử liên tục đó, nó làm cho con người ta mệt mỏi. Ở hai câu này, chúng ta hiểu được một điều chắc thật rằng con người ta chết không phải là hết, phải không các vị? Cái này tổ nói nha, chứ phải mình nói. Mình nói thì thôi dẹp qua một bên đi, tại vì mình muốn nói kiểu gì mình nói. Nói theo quan điểm cá nhân, cái đó là tri kiến, không phải đưa tới sự giải thoát. Cho nên căn cứ vào lời của tổ Linh Hữu dạy như thế, chúng ta biết rằng cuộc sống của mình chắc chắn sẽ còn tiếp nối sau khi chúng ta đã chấm dứt đời sống ở cảnh giới này. Nhưng điều quan trọng của tổ dạy chúng ta là cho dù mình chấm dứt ở đây và mình bắt đầu ở một nơi khác, cuộc sống này kết thúc và cuộc sống khác tiếp diễn, chúng ta vẫn chịu khổ đau trong sanh tử ngàn trùng. Cho nên gọi là thăng trầm bỉ cực. Thăng là lên, trầm là chìm, tức là nổi lên chìm xuống, cảnh nào chúng ta cũng phải chịu sanh tử khổ đau hết. Vậy mà có người hở ra cái đòi chết, ước gì cho chết hắt cho rồi cho nó khỏe. Có ham chết nữa không? Đừng có ham chết, trời ơi khổ quá. Nếu chết nó vui thì Đức Phật đâu có nói sanh lão bệnh tử khổ, phải không? Trong bốn cái thứ khổ lớn của con người gánh chịu đó là khổ về sanh, về già, về bệnh, về chết. Vậy mà có người buồn chồng, giận con: ta tức quá, ta chết cho cha mày sáng con mắt ra. Chẳng qua bà ghen quá, bà đòi chết, cái bà hết ghen cái bà đòi sống, phải không mấy cô? Sao im ru hết vậy? Trúng quá rồi chứ còn gì nữa. Mình chỉ đòi chết với ai, phải không? Chứ đâu phải ai mình cũng đòi chết đâu. Tại vì cái người đó mình muốn làm reo với họ, mình muốn họ quan tâm tới mình hơn, cho nên mình mới đòi chết, để cho họ biết được rằng tôi mà không có mặt thì ông cũng sẽ khổ đau cho ông biết rồi, để ông sẽ sống trong hối hận. Nghe ghê quá. Cho nên ông chồng cũng nói, thôi chết thì chết đi cho bà thanh thản. Lúc đó còn đòi cái khác. Bây giờ không đòi chết mà đòi cái khác, ghê gớm vậy đó. Cho nên quý vị đừng bao giờ sai lầm khi chúng ta phiền muộn mà chúng ta đòi chết, vì cảnh giới chết nó cũng khổ chứ không phải giỡn đâu. Hở hở giận cái đòi chết, ham chết lắm. Con kiến nó cũng còn có đức hiếu sinh, phải không? Mà con người mình nở lòng nào mà mình đòi chết. Kể cho quý vị nghe một câu chuyện nhỏ thôi. Sáng nay thầy đi tới đây có một chuyện kinh dị. Tức là thầy có một người đệ tử vừa tự tử chết cách đây một tuần. Cô này ở Hà Nội,
là cổ bị ung thư giai đoạn cuối, tức là cổ không chịu nổi cái bệnh đó nữa, vì vào hóa chất nó làm khổ quá, và cứ như thế cổ nằm bệnh viện nhiều hơn nằm ở nhà, rồi chồng thì cũng chết. Cho nên cuối cùng cổ chọn giải pháp là cổ kết thúc cuộc sống đó, có hai đứa con đi du học nước ngoài. Thì bỗng dưng sáng nay đó, thì cái người nhà đó mới thưa với thầy là chết rồi, bây giờ sợ quá. Tại vì lúc cô này còn sống đó, cổ nói là khi nào mà cổ chết đó, nhớ là liệm cho cổ cái chiếc áo khoác mà cổ thường mặc, cổ thích, mà tự nhiên quên. Bây giờ soạn đồ ra thấy cái áo, người ta sợ quá, người ta hỏi thầy phải làm sao. Thầy nói bữa nào sắp xếp ra mộ viếng đó, rồi cái mình đốt cái đó. Đây là một cái việc làm nó mang tính cách là hoàn toàn để an ổn tâm lý. Tức là tâm lý mình giống như theo tục lệ ông bà là mình gửi cái đó cho người thân, để cái người còn sống họ cảm thấy là họ không có lỗi, họ làm việc được cho người thân. Cái đây là yếu tố tâm lý thôi, chứ còn tâm linh thì từ từ bàn sau. Thì thầy mới nói vậy xong, tự nhiên cái điện thoại thầy nó hiện lên cái số của cái người chết đó gọi cho thầy. Thì thầy nghĩ là chắc người nhà lấy điện thoại gọi, mà thầy thấy gọi liên tục, vừa nhá lên tắt, vừa nhá lên tắt, vừa nhá lên tắt. Tức là 7:42, 7:43, 7:44, rồi ngưng cho tới 7:53, 7:54, 7:55 cái nhá cái tắt. Thì thầy mới hỏi người nhà chứ ai đang cầm cái điện thoại đó. Thì người nhà mới nói là cái điện thoại đó đang để trên bàn thờ, và trong căn nhà đó không có ai hết. Thầy nói không lẽ con ma nó gọi cho thầy. Thầy là không có tin vào những cái chuyện hoang đường đó, phải có ai cầm điện thoại gọi cho thầy nó mới nhá lên, phải không quý vị? Mà nó vừa nhá cái tắt. Mà khi thầy hỏi người, nghe người nhà nói là hiện tại căn nhà đó không có ai, bàn thờ trên lầu 5, không có người nào trong nhà hết á. Cái người cuối cùng ra khỏi nhà trả lời cho thầy biết là cái điện thoại đó đang để trên bàn thờ. Mà sáng nay đó thầy có nghĩ là thầy đi tới đây thầy sẽ gửi cái tên của cái người tự tử đó để cầu siêu. Có khi nào cái con ma đó đi theo thầy nó xin cầu siêu không? Có ngồi đâu đây không? Không biết nữa. Này kể nhỏ quý vị nghe thôi, đừng kể lại cho ai nghe không? Mới công ta nói thầy mê tín dị đoan, tại vì bản tánh thầy cũng còn sợ ma, mà sợ ma đam nhiều hơn. Tại vì ma đam còn dữ hơn ma chết nữa. Kính thưa tất cả quý vị Phật tử, cho nên chúng ta không có cái quan niệm chấp đoạn trong cái cuộc sống này. Vì Đức Phật đã khẳng định cho chúng ta biết rằng cái chấp đoạn, tức là con người ta sẽ không còn gì hết sau khi chết, đó là khái niệm chấp đoạn của ngoại đạo có từ thời Đức Phật. Và cái quan điểm đó, đó nó làm cho con người ta trở nên cực đoan và sẵn sàng tham gia gây ác nghiệp, tạo nhân ác nghiệp, tham gia vào các duyên tác nghiệp, mà nghiệp đó nó mang sắc thái của bất thiện nghiệp, hay nó đơn giản là nghiệp ác. Cứ quan niệm rằng là con người ta chết là hết rồi, không còn gì nữa, cho nên mày cứ sống thoải mái đi con, mày cứ tha hồ mà sống buông thả, hoặc là sống thác loạn, hay là làm những gì đó mà mình muốn, bất kể người khác có hạnh phúc hay không, khổ đau hay không, chẳng màng, chỉ để ý tới tham dục của bản thân. Cái quan điểm chấp đoạn này làm cho con người ta tạo nghiệp trùng trùng, mà đặc biệt là ác nghiệp. Cho nên Đức Phật nói đây là nguyên nhân làm cho con người ta càng ngày càng khổ đau hơn. Và ngược lại Đức Phật nói chấp thường, tức là có những quan điểm của ngoại đạo thời Đức Phật cho rằng con người ta thường còn, chấp ngã là mình còn hoài mãi mãi, cho nên không có gì là mất hết. Thì cái chấp thường này nó cũng rơi vào biên kiến, tức là chấp một bên, khiến cho con người ta sẽ nặng về ngã chấp và ái dục. Vì không có gì để biến đổi hết thì không được. Đức Phật dạy rằng các pháp do nhân duyên sanh, các duyên nó kết hợp lại thì nó hiện ra, khi nó không còn đủ duyên thì nó tan rã. Thí dụ quý vị đến đây, quý vị thăm mộ người thân của mình và thấy ngôi mộ có hoa có lá vẫn còn đẹp, điều đó có nghĩa rằng chúng ta còn có duyên, cho nên còn thấy ngôi mộ có hoa có lá. Nhưng bây giờ bắt đầu duyên nó hết rồi,
chúng ta chuẩn bị chuyển người thân của mình đến một nơi khác, và nơi khác đó chắc chắn sẽ không có mộ, không có hoa, không có lá, mà là một nơi hoàn toàn xa lạ, thì mình biết rằng các pháp hiện ra trong cuộc đời này hoàn toàn do duyên, nó nương vào nhau, nó gá vào nhau. Chư pháp tùng duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt. Các pháp có ra do nhân duyên đó, nó kết hợp mà thành. Các pháp là các hiện tượng đó các vị. Chúng ta nói về sắc pháp, tức là những gì chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể cảm nhận được, cái đó gọi là sắc pháp hết. Cái chùa, cái bàn, cái nhà, người thân, cho tới tình cảm yêu thương hay nỗi lòng buồn phiền cũng gọi là sắc pháp cả. Và nó hiện hữu để chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta cảm nhận, hoàn toàn do nhân duyên. Khi nhân duyên không còn nữa thì nó bị tan biến và nó chuyển sang một trạng thái khác. Chúng ta có thể thấy, nghe và cảm nhận ở một phương vị khác. Như người thân của mình, chúng ta nghe tiếng, chúng ta thấy dáng đi, chúng ta còn chia sẻ ân tình. Nhưng khi người thân chúng ta nằm xuống, chúng ta đâu còn thấy cái thân đó đi tới đi lui, mặc áo mặc quần hay nói những lời yêu thương nữa, mà chúng ta chỉ cảm nhận họ qua một chiều hướng khác. Cho nên các tôn giáo đã xuất hiện trên cõi đời này quan niệm rằng con người có mặt do Thượng Đế ban tặng sự sống, mượn bào thai của người mẹ để hình thành, hay là quan niệm cho rằng con người đến từ đất nước gió hoặc lửa. Còn chủ nghĩa duy vật thì quan niệm rằng con người đến từ vật chất. Thưa các vị, các quan điểm về nguồn gốc có mặt của con người dẫn đến việc thành lập những học thuyết lý giải về sự ra đi của con người và nơi chốn quay về của con người hoàn toàn khác nhau. Đối với đời sống vật chất thì có cái thân này. Cái thân này là thân vật chất, nó giống như cái máy thôi. Chúng ta đổ dầu vào, đổ xăng vào thì cái máy nó chạy, mà ngưng đổ thì cái máy đó từ từ nó sẽ bị hư và nó sẽ không còn chạy nữa. Cái máy may thôi, quý vị châm dầu, quý vị may thì nó còn hoạt động, chứ còn không nó đóng bụi, nó sét rồi nó cũng không hoạt động. Hễ là thân vật chất thì nó sẽ có sự tồn tại và thời gian tồn tại của nó. Nhưng mà không thể nào chúng ta có thể phán quyết được rằng thân vật chất này không tồn tại nữa là cuộc sống nó kết thúc. Không thể nào nói như thế được. Tức là chúng ta đừng bao giờ sai lầm nghĩ rằng là cái thân vật chất này sau khi nó kết thúc, tức là chúng ta chết là nó hết, giống như một số người đã từng quan điểm. Vì họ cho rằng vật chất thì nó được tồn tại trong một cái quỹ đạo, và nó chỉ được hoạt động trong một cái cương giới nào đó thôi, chứ không có thể nào mà nó kéo từ cảnh giới này nó chuyển sang cảnh giới khác, hoàn toàn không có. Thì cái đời sống này nó chỉ có duy nhất ở hiện tại, sinh ra từ vật chất rồi phát triển ý thức, sống rồi làm việc trong cuộc đời, rồi tới khi già, tới khi bệnh, tới khi chết. Và cái chết đó là dấu chấm cuối cùng cho một đời người. Sau khi chết thì không còn gì nữa. Thì quan điểm đó đạo Phật cho rằng đó chính là cái nhìn nó lệch một bên và nó vẫn còn giới hạn, mà lúc nãy thầy vừa thưa với đại chúng rồi gọi đó là đoạn kiến, tức là cái quan điểm chấm dứt, không còn gì hết sau cái cuộc sống này. Thì đối với lại Phật giáo, thế giới sinh học của con người và các loài vật thì cái chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Thưa đại chúng, cái chết nó cũng giống như đường thẳng, và đường thẳng này được kết nối bởi những dấu chấm khác nhau. Chết ở nơi này, đó là sự kết thúc ở một đoạn đường. Khi kết thúc một đoạn đường, đó là một đoạn đường ngắn trong một chặng đường dài sanh tử, chúng ta vẫn còn tiếp tục để chúng ta đi tiếp ở một nơi khác. Cho nên chết không có hết, không có chấm dứt, không có kết thúc như là một dấu chấm mà có một số người đã từng quan điểm. Các nhà tôn giáo hữu thần, tức là những người mà họ
họ hướng về tôn giáo, hướng về thần linh giáo, thì họ cho rằng có một cái đấng thần linh nào đó tạo ra cái cuộc sống của con người, cho nên cái đấng thần linh đó có cái quyền sắp xếp cho con người sau khi chết đi về đâu. Cho nên nó mới có cái chuyện thiên đàng địa ngục hay là thế này thế kia, và thiên đàng địa ngục đó đều do một đấng thần linh này sắp xếp. Đó là hoàn toàn quan niệm thuộc phạm trù tôn giáo hay là thần giáo. Đạo Phật chúng ta không có ý tưởng của tôn giáo, không có sắc màu của tôn giáo, mà đạo Phật là con đường giác ngộ. Nó là con đường giải thoát được thể nghiệm bằng chính những con người muốn đi và đang đi trên đó. Muốn không chưa được, phải đi. Và đi xong chưa thấy an lạc, mà phải thể nghiệm cho được từng bước đi trên chặng đường đó, để chúng ta thấy rõ được sự thật của các pháp hiện hữu. Đó là sanh diệt, là vô thường, là nhân duyên. Cho nên nó không có sắc màu của tôn giáo. Sở dĩ mà có ra những pháp hội cúng bái thế này thế kia là hoàn toàn nó mang sắc thái của văn hóa dân tộc và đời sống tâm linh của con người. Tùy theo quốc gia, tùy theo cái văn hóa của dân tộc đó. Cho nên chúng ta thấy đạo Phật ở Ấn Độ nó khác, qua Tây Tạng nó khác, qua Trung Quốc nó khác, qua Nhật Bản khác, qua Campuchia khác, qua Việt Nam nó khác. Vì nó ảnh hưởng văn hóa của bản sắc dân tộc từng địa phương một. Rồi Phật giáo tại Việt Nam nó cũng khác, ở ba miền Bắc, Trung, Nam nó không có giống nhau. Hoàn toàn nó mang đời sống của bản sắc văn hóa bản địa, hay là đời sống của người dân tộc được truyền từ đời này sang đời khác. Cho nên đạo Phật không phải là tôn giáo là như thế, mà nó cũng không phải là triết học, không phải là gì hết. Mà Đức Phật là người giống như chúng ta, nhưng Ngài đã thể nghiệm được trên chặng đường sanh tử, và nói lại cho chúng ta biết con đường đó đi như thế nào, và giải trừ những nỗi khổ đau phiền muộn bằng những phương pháp nào. Bây giờ chúng ta tập đi, chúng ta tập làm, thì chúng ta phải biết rõ được con đường đó sẽ dẫn mình đi đến đâu. Con đường diệt tận khổ đau. Và để diệt tận khổ đau, chúng ta phải dùng những phương pháp nào? Cũng giống như chúng ta muốn biết bệnh, phải đi tới bác sĩ để khám bệnh. Và khi đã khám ra được bệnh rồi, bác sĩ phải đưa ra những phương pháp để cho chúng ta chữa bệnh. Muốn hết bệnh thì phải uống thuốc, phải không? Chứ còn đi khám bệnh mà không thèm uống thuốc thì bệnh nó cũng còn nguyên đó mà thôi. Cho nên lên thiên đàng hay xuống địa ngục, hay đi đâu đó sau cái chết này mà được sắp xếp bởi một đấng thần linh, thì hoàn toàn cái đó không phải là quan điểm của Phật giáo. Các vị nhớ ha, mình là Phật tử, mình là đệ tử của Đức Phật, chúng ta ý thức được rõ con đường mà mình sẽ phải đi. Hiện tại người thân của chúng ta đang đi, đó là con đường đi sau cái chết. Nó không phải là con đường chấm dứt, không phải là một cái sự kết thúc ở một chặng đường này, và nó mãi mãi dừng lại ở đó, mà nó được tiếp nối bằng tâm nguyện của chúng ta, và có khi nó được tiếp nối bằng nghiệp lực của chúng ta. Đó là hai điều mà được nói ở trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Người tái sinh do nguyện lực, tức là những người có công đức lớn, những người tu tập cao, thì do nguyện lực mà họ tái sinh tới những cảnh giới mà họ muốn. Và ngược lại, chúng ta tạo nhiều ác nghiệp, chúng ta không có công đức nhiều, thì cái nghiệp mà chúng ta tạo nó có một cái sức mạnh rất là lớn, nó kéo chúng ta đi tới cảnh giới tiếp tục để chúng ta tái sanh. Mình không có quyền để lựa chọn, thưa quý vị. Cái đó là do nghiệp lực mà tái sinh. Quý vị lật lại kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đọc sẽ thấy Đức Phật nói rất là rõ, ngay ở chỗ cái phẩm mà Quan Mục Cứu Mẹ. Quý vị sẽ thấy rõ ở cái phần đó. Cho nên hậu quả của cái nhìn đoạn kiến con người sau khi chết là hết, sẽ dẫn đến đời sống buông lung và thiếu trách nhiệm, đặc biệt đó là đạo đức băng hoại. Điều này Phật giáo không có chủ trương và cực lực phản đối. Phản đối đời sống của con người thác loạn, buông thả, tha hồ tạo nghiệp và không có trách nhiệm với đạo đức của mình. Đạo Phật hoàn toàn phản đối lối sống này.
Nếu có người thiện và một người ác mà có cái kết quả giống nhau sau khi chết, thì thử hỏi người ta sống tốt để làm gì, người ta sống hiền để làm gì, phải không các vị? Thì các thầy vô trong chùa cạo đầu làm chi, ăn chay làm chi, phải không? Trời ơi, ăn cạo đầu thì rác da, ăn chay thì rác ruột, nó khổ lắm chứ đâu phải giỡn, phải không quý vị? Quý vị tưởng tượng đi, cúi cái đầu xuống mà cầm lưỡi lam cạo sột sột sột, quý vị dám không? Dám không? Vậy đó mà ta cũng phải cạo đầu để gột rửa đi tất cả những phiền muộn, những nghiệp chướng, những tội lỗi mình đã lỡ gây tạo trong quá khứ. Tội đó nhiều tới mức chúng ta không thể tính, không thể đếm như tóc mọc trên đầu. Bản lĩnh cạo tóc không phải là trút bỏ cái gì, không phải là thay đổi hình tướng, mà đó là một việc làm để cho những người xuất gia luôn ý thức được rằng một ngày mình còn sống, phải luôn sống với lại trách nhiệm gột rửa mọi phiền não trần lao. Tức là sống hướng thiện. Giống như cái áo dơ, muốn áo sạch thì phải giặt, giặt không sạch giặt nữa, giặt hoài. Nó một ngày nó sạch một chút thì tới lúc nào nó cũng sạch, thì nó không sạch thì nó rách, phải không? Nhưng mà áo rách nó sạch còn hơn là áo lành mà nó dơ. Quý vị đồng ý không? Quý vị biết hồi đó thầy có mấy bộ đồ rách, phải giá lại bận. Hồi đó nghèo quá mà, hai mươi mấy năm trước nghèo lắm. Mà quý vị biết là nó sạch, không có dính một cái đốm gì, không có ố của dơ gì, nó mỏng te, giặt giặt rồi giá chầm giá khiếu mà nó đẹp lắm. Vậy đó, có mấy chú sư đệ với mấy chú đệ tử của thầy đi vô sao, cái không biết tưởng ra đồ dẻ, lấy ra làm đồ dẻ. Trời ơi, mình quý như vàng như bạc vậy. Mấy bộ đồ đó là những cái kỷ niệm mà thời nghèo khổ đầu tiên mình vô chùa. Chúng tôi có một người sư đệ, nó lấy cái đó nó lót ổ cho mèo đẻ. Trời đất quỷ thần ơi. Quý vị thấy có những thứ nó trân quý, nhưng mà nó quý ở giá trị của sự cống hiến, của tình cảm, của sự đóng góp, phải không? Giống như những cái chén mẻ ngày xưa cha mẹ mình cái thời khai quang lập ấp mà di cư vô, người ta quý những cái chén nó làm kỹ vật. Còn bây giờ nó giàu, nó dục, nó đập hết, nó mua chén kiểu, cha mẹ nó ngồi khóc, nó nói mẹ con kỳ lắm, thầy con dẹp đồ cũ, có mẹ con ngồi khóc hoài, cho nên nhà con nó tàn mạc là vậy. Không có hiểu, nó không có hiểu cái giá trị của tình cảm của mình ở cái thời mà khổ sở, phải không quý vị? Đừng có nghĩ là có tiền là đổi đời, có những thứ không thể đổi được, thưa quý vị, đó là tình cảm con người. Quý vị thấy đó, bao nhiêu năm mình xa làng, xa xóm, mình xa quê, nhưng bao nhiêu năm tháng đó chúng ta có thể thành đạt hơn. Nhưng khi trở về quê, quý vị mới có cảm giác mình được đi trên con đường mòn mà ngày xưa mình được đi trong bàn tay của mẹ, phải không? Đi trên con đường làng, có lũy tre già đông đưa bóng mát, có tiếng dế gái, có tiếng gà gọi trưa, quý vị thấy hạnh phúc không? Và những thứ đó quý vị có thể tìm được trong ký ức của mình, và nó hiện lại trong một dịp nào đó quý vị trở về lại làng quê của mình. Nếu về quê của người khác thì không có cảm giác đó. Cho nên người ta viết rất là hay đó: quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Tại vì quê hương là gì? Quê hương chỉ là một chiếc cầu tre nhỏ thôi, là dáng của mẹ đi chợ về, có nón lá nghiêng che, là những chùm khế mà không biết có ngọt không mà cứ leo lên hái ăn suốt vậy. Hồi nhỏ thầy cũng có đi, nhớ bọc theo bọc muối hột nữa, hái khế, hái ổi đi ăn trộm á, hái ăn nó ngon lắm. Có cái ông hai ở gần nhà thầy á, nguyên sớm thầy nít nó vô chùa, vô xin lỗi, nó vô giường ổng, nó hái ổi, ổng la hoài không được, ổng giận quá, ổng lấy búa ra ổng chặt luôn cái ổi. Dạ, ổng ác thiệt, nó cho mày khỏi ăn, tao khỏi sân si. Chúng tôi bữa hôm đi về quê có thăm lại ổng, chúng tôi hỏi ổng thì chứ cái ổi nó bây giờ ông thấy có tiếc không? Ông nói nhiều khi nghĩ lại cũng tiếc, không biết sao hồi đó mình tức quá thì không biết. Cái đó là quê hương đó, chính những cái tầm thường nhất, bình dị nhất, nhưng nó đã đi sâu vào ký ức mình và bất chợt nó hiện về, đó gọi là quê hương. Nếu như chúng ta làm ác mà sau khi chết nó chấm dứt, thì chúng ta sẽ cảm thấy bình thường đối với ác nghiệp, tội lỗi chúng ta đã gây ra, phải không các vị? Và nếu như một người sống tốt, một người làm thiện, một người luôn hướng về đạo đức mà có một kết cục nó giống như cái người mà sống không có trách nhiệm, không có đạo đức, gây vô lượng tội ác, thì như vậy quý vị có tưởng tượng ra được rằng xã hội này nó loạn đến chừng nào không? Con cái mà nó chửi cha, nó đánh mẹ,
nó thưa kiện cha mẹ nó giành lại từng tấc đất, nó cầm dao nó rượt thầy giáo nó, đó, nó cặp kè với thầy giáo nó nhậu nhẹt chung với thầy giáo nó, thì quý vị nghĩ coi nó đã loạn tới mức nào rồi. Cho nên đạo Phật cho rằng đoạn kiến là quan điểm sai lầm, và đó là nguyên nhân đưa tới khổ đau lụy kiếp cho chúng ta. Có nhiều người không tin có đời sau, nhưng mà do cái nếp sống văn hóa giáo dục tốt của gia đình họ, cái truyền thống đó, khi họ tiếp xúc với người hiền lương nên họ vẫn là một con người tốt và gây ra những nghiệp tốt, những nhân tốt, những yếu tố tốt cho đời sống tái sinh. Đến khi gặp nhiều cạm bẫy, họ đánh mất đi cái sự làm chủ bản thân, không tin kiếp sau có thể trở thành những người lún sâu vào tội lỗi, thì trường hợp này vẫn xảy ra rất là nhiều trong cuộc sống. Thưa đại chúng, Đức Phật khẳng định rằng quan niệm chết là hết, không có sự tiếp tục ở kiếp sau là một quan niệm sai lầm. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói bất sanh bất diệt ở đây không có mâu thuẫn, thưa đại chúng, mà muốn nói về nhân duyên. Tức là không có cái gì mà nó tự nhiên nó sanh ra. Không lẽ bỗng nhiên cái ông thầy thiện tượng nhào tới đây, ông ngồi đây, ông nói chuyện với lại quý vị hả? Phải có mời, có thịnh mới tới chứ, phải không? Không có đâu. Tức là có mời, đó gọi là nhân. Rồi tâm của các vị luôn khát khao muốn nghe thuyết pháp, đó là duyên. Hai cái đó kết hợp lại cùng với lại thầy khỏe, cho nên chúng ta gặp nhau tại pháp hội này. Chẳng lẽ mình nói bất sanh? Không phải. Rồi bây giờ giảng xong rồi, không lẽ là thầy ngồi ở đây hoài kỳ quá, phải không? Mình ngồi hoài nó kỳ lắm, nó giảm giá đi. Cái đó đâu thể gọi là bất diệt. Là tại vì thầy tới đây thầy chỉ gặp quý vị trong một khoảng thời gian ban tổ chức cho phép, đó là 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Thì thầy chỉ nói trong 1 tiếng rưỡi đó xong rồi thầy phải lo bấm nút biến cho thầy ngồi lại chàng rạng để người ta làm ăn gì được nữa, phải không? Nói rồi quý vị cứ súng súng vô hỏi thăm thầy nói chuyện hoài đâu có tụng niệm gì được. Cho nên khi nhân duyên nó không còn hợp nữa thì chúng ta rời xa nhau. Đó là tinh thần bất sanh bất diệt, hay nói đơn giản tức là do nhân duyên. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh, chứ đừng có mà làm đủ thứ chuyện trên đời rồi quậy tưng bừng qua lá hết rồi nói bất sanh bất diệt. Nó không sanh không diệt cho nên muốn làm gì làm, không có đâu thưa đại chúng. Không có tự nhiên nó sanh ra, cũng không có nguyên nhân nào để đưa đến sự kết thúc, không phải như thế. Cho nên sau cái chết, sự sống của con người được chuyển từ hình thái này sang hình thái khác, và cái trục để dẫn đi hình thái này sang hình thái khác, trục đó gọi là nghiệp riêng của mỗi người. Tức là cái nghiệp mình gây ra, biệt nghiệp của mỗi người, cái nghiệp đó nó sẽ dẫn đi. Học xuyên tước phi thức tâm tùy nghiệp. Tức là lưới thủng thì chim nó bay. Tức là chúng ta bắt chim đó, chúng ta dùng lưới, thì khi lưới nó thủng chỗ nào chim nó sẽ bay ra chỗ đó. Thì cái chỗ thủng đó chính là cái nghiệp, là cái sự chết của mình. Nó đi đâu? Nó đi theo cái nghiệp. Nó bay vào một cái chỗ trống đó là cái lối thoát của nó, là cái nghiệp dẫn đi đó. Chứ không lẽ nó nằm ở trong lưới hoài. Thì cũng vậy, sau khi chúng ta bỏ đi cái thân tứ đại này, không còn thở nữa, không còn liếc mắt xanh mắt đỏ nữa, nó không còn nói những lời cay đắng nữa, không còn chì chiết chồng con nữa, không còn đi nhậu nhẹt nữa, nhất là mấy anh nó không còn ghé vô cái quán đèn nó không có sáng nữa, lúc đó là biết rồi. Ô hô, vân tán tuyết tiêu, hoa tàn nguyệt khuyết, mai mốt là không có còn ghé qua Bình Hưng Hòa nữa đâu, nơi đây không còn là chỗ dung thân của mấy anh mấy chị nữa rồi, phải không? Ở hở cái nó để tôi chuyển hộ khẩu ra Bình Hưng Hòa cho ông sáng mắt ra, xin lỗi bữa nay Bình Hưng Hòa cũng không phải là nơi đến của mấy vị nữa rồi, phải không? Mà anh đến nơi khác đó. Nơi đó gọi là bình địa chứ không phải Bình Hưng Hòa. Quậy quá thì nó bình địa chứ làm sao, tạo nghiệp nhiều quá. Thì sau khi chúng ta chấm dứt cái đời sống ở tại thân tứ đại vật chất này, nó còn có một lối để chúng ta đi, lối đó là nghiệp dẫn chúng ta đi. Mà quý vị biết, nghiệp ác hay nghiệp thiện dẫn chúng ta đi, chúng ta đều thích hết. Tất cả chúng ta đều thích. Tại vì nếu như chúng ta biết là nghiệp ác nó dẫn mình tới cảnh giới xấu, quý vị dám đi không? Ai dám đi? Không lẽ bây giờ dẫn mình tới cái nhà mà nó nghèo sơ, nghèo xác, nghèo nát, xương hông đó mình dám đi không? Không lẽ nó dẫn tới cái chỗ mà không có nước uống như ở Phi Châu, không có cơm ăn, rồi không có phấn để viết chữ, không có học hành, rồi ở cái nơi bệnh tật, rồi chúng ta dám đi không?
Nếu mà biết như vậy thì thiên bồng nguyên sói đâu có đi xuống chung vô bụng heo, phải không? Vì thiên bồng nguyên sói thấy mình đi xuống trần gian tới một tòa lâu đài có nhiều mỹ nữ ca múa, ánh sáng đẹp, rượu ngon, ông thích quá, ông nhào vô tự nhiên đèn tắt nghe éc 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 mới biết mình lầm rồi con. Nghiệp dẫn là như vậy đó. Nghiệp nó dẫn đi tới đâu chúng ta cũng thấy tốt, vì cái nghiệp nó chiêu cảm cho nên chúng ta thấy tốt. Nghiệp chiêu cảm đây muốn nói về cái sở thích mà chúng ta thường tập thành thói quen ở hàng ngày. Đó, chỉ nói nôm na vậy quý vị dễ hiểu. Bây giờ thí dụ như con của mình đi, hãy tối cái nó xách xe nó đi không biết đi đâu cho tới 2 giờ sáng nó mới về. Bây giờ quý vị kêu nó không đi, nó đi được không? Nó không đi không? Tại vì nó thấy đi vui, đi thích, cho nên cái nghiệp của nó chiêu cảm nó hãy xách xe đi thì nó vui, mà ở nhà là nó chầm dầm. Thì như vậy chúng ta so sánh, sau khi bỏ cái thân này, nghiệp nó dẫn mình cũng giống như những thói quen của niềm vui trong cuộc sống. Nó dẫn chúng ta đi, chúng ta không hề biết nó là con đường đi tới khổ đau. Chứ mình biết khổ mình đâu có thèm đi, ai mà dám đi. Trời ơi, đầu thai ở đây chứ tự nhiên đầu thai qua cái nơi mà sanh ra mình đen thui, quý vị chịu không? Ở đây không có phân biệt chủng tộc, nhưng mà mình trắng trắng nó quen, tự nhiên giờ nhìn lấy ba cái đèn pin rọi cũng không thấy nữa, sao mà dám, phải không? Rồi mình sanh tới cái chỗ mà nó nghèo quá đi, nó không có ánh sáng của Phật Pháp, không có văn minh gì hết, con người ta còn ăn bóc rồi mặc bằng khố, rồi đi chân không, rồi trời ơi, uống rồi múc nước ở dưới hố uống, rồi quý vị dám đi không? Xin lỗi, nước suối đây còn cầm lên coi có hiệu gì kìa, hiệu nào mà không tin tưởng là không uống. Có nhiều vị vô chùa thầy ăn cơm mà còn hỏi nước tương này hãng gì nữa, thầy nói hãng gì nó cũng chết hết. Có cái bác nói con chỉ ăn nước tương Tam Thái Tử thôi, thầy nói cái này là thập Tam Thái Tử nè, bà Tam Thái Tử là chỉ có ba thôi, thầy là 13 Thái Tử, thử coi bà ăn coi bà khỏe không. Bà đi xuống bếp bà coi đó, mấy thầy ăn nước tương gì khổ đời không, thầy nói nếu mà chết thì chùa này chết hết ráo rồi, phải không quý vị? Nếu kết cục của sự sống và cái chết giống nhau thì chẳng ai muốn làm lành lãnh dữ, đây là một điều chắc thật. Không có ai mà chịu nỗ lực để cải thiện cái nghiệp của mình hết á. Tại vì mình cải thiện cái nghiệp của mình thì nó cực khổ quá. Bây giờ người ta ăn sung mặc sướng, người ta thoải mái, có một đồng người ta xài 10 đồng, còn 9 đồng xin lỗi tính sao đi, chẳng qua rồi thời gian rồi quỵt nợ rồi quề, phải không? Bấm nút biến, ở xứ này không yên tới xứ khác ở 5-10 năm là trở về, hoặc giả là đi tham tiền rồi phạm pháp rồi ở tù dài 3 năm rồi xong rồi đâu cũng vô đó. Thì như thế xã hội sẽ băng hoài, sẽ loạn lên, và không có ai nỗ lực để cải thiện những tệ nạn của xã hội làm gì hết. Cho nên quan niệm chấp đoạn chết là hết là một quan niệm sai lầm, sẽ đưa tới sự thác loạn và xã hội sẽ càng ngày càng khổ đau. Trong đó chính chúng ta là người gây ra khổ đau trực tiếp cho mình và cộng đồng xã hội. Niềm tin có kiếp sau sẽ giúp cho chúng ta có một trách nhiệm đạo đức trong mỗi hành động, mỗi lời nói và mỗi suy nghĩ của mình ở hiện tại và tương lai. Thưa quý vị, khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta sợ một cái gì đó ở mai này nó sẽ không tốt, thì lập tức chúng ta sẽ dè dặt lại trong từng suy nghĩ của mình, trong từng lời nói của mình, trong từng hành động của mình. Đây hoàn toàn mang tính cải thiện xã hội. Đây là nền tảng đạo đức. Nếu như chúng ta không sợ con cái của mình nó khổ sở, thì bây giờ mình sống buông thả, thì như vậy con của mình nó thấy mình sống như vậy rồi, làm sao mình rầy nó, mình la nó. Rồi nó cũng tiếp tục giống như mình thôi, nó quậy thôi, nó mát trời ông địa luôn, phải không đại chúng? Chúng ta làm gì để chúng ta sợ? Vì mình sợ con cái mình nó sẽ bị gánh hậu quả ở đời sau. Cái đó gọi là để đức lại cho con. Người trồng cái hạnh người chơi, ta trồng cái đức để đời cho con, phải không? Cái đó gọi là âm đức. Tại vì cái đức đó nó không thấy rõ ràng cho nên gọi là âm đức. Chữ âm có nghĩa là nó mờ mờ, nó ảo ảo. Không phải là không có, có, nhưng mà nó có không rõ ràng cho nên gọi là âm. Cho nên cõi âm cũng vậy, chợt có, chợt không, chợt thấy. Thưa quý vị, dưới tinh thần của đạo Phật, chúng ta xác định lại một lần nữa, không phải chết là hết. Thì như vậy, chết rồi chúng ta đi về đâu? Đây là dấu hỏi lớn cho tất cả chúng ta đang ngồi ở đây.
giữa pháp hội mà cầu cho người thân quá cố của mình được an lạc. Cái đó gọi là cầu siêu đó. Không biết có siêu hay không, hay là siêu đi đâu, chúng ta không cần quan tâm. Mà chúng ta quan tâm nhất là người thân của mình đi về đâu, và nơi ở đó có bình yên hay không, có nhớ về những kỷ niệm xưa của mình thời đôi mươi hay không, đi vô chùa thề non hẹn biển, sống đồng sàng đồng tịch, thác đồng quan đồng quách, phải không? Chúng ta lo lắm, chúng ta nhớ lắm, cho nên lâu lâu thắp nhang rồi kêu ổng về ăn cơm đó, lâu lâu rồi lấy cái áo của ổng ra để đó, rồi nhìn ổng nhớ không, cái áo này tôi mua cho ông hồi thời đó tôi lãnh lương 26 ngàn, mua cái áo hết 6 ngàn. Có cái bác đó, bác kể cho thầy đó, bả một kiếp chung tình nha, chồng bả chết 30 năm rồi đó, mà lâu lâu bả vẫn đem cái nón với cái áo mà hồi xưa bả mua cho ổng mà trong cái lúc nghèo khó đó đem ra để cho ổng nhớ. Thì như vậy ổng đi đâu quý vị? Ổng đi vô cái nón với cái áo đó chứ ổng đi đâu? Vậy đó mà cứ hỏi không biết giờ chồng con đi đâu, chồng con ở cảnh giới nào, thầy làm ơn giúp giùm con coi ổng khổ hay là ổng vui. Thầy nói ổng đi đâu nổi với bà, ngày nào bà cũng réo, ngày nào bà cũng níu kéo hết, thì ổng đi gì được, phải không quý vị? Nó vỗ tay đi. Vậy mà có người thân chết ngày nào cũng bày cơm ra cúng hết, nó rồi còn dọn cơm ăn cái để cái chén đó, ông về ăn với tôi với mấy sắp nhỏ nghe không? Mấy cô có làm không? Không. Trời ơi ngon quá. Có hết. Tại mấy bác đi tới khai với thầy mà nói là tụi con dọn cơm ra tụi con cũng nhớ, giống như ổng còn sống con cũng để cái chén vậy. Con cũng kêu ông về ăn cơm với tôi với mấy sắp nhỏ nghe không? Thầy nói đó cho đó, sống ăn cơm chết rồi cũng ăn cơm, nó không có gì lạ hết. Thôi bà cho ổng ăn phở một bữa đi. Bà không hiểu ý của thầy. Tại thầy nói cái chữ ăn phở nó có cái ý khác. Bà không hiểu, bà nói người Việt Nam mình ăn cơm thầy, chứ ăn phở nó đâu có no, ăn cơm cho nó chắc bụng. Để các vị có thể hiểu được con người ta sau khi chết đi về đâu, thầy xin phép nhắc lại cho quý vị nghe một đoạn nhỏ ở trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Ở đây muốn nói về vấn đề tái sinh, thưa quý vị. Trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, từ vấn đáp giữa Tỳ Kheo Na Tiên với lại vua Di Lan Đà, nói về hình ảnh của một cái cây. Tức là cái cây đó nó đứng thẳng, nhưng mà đứng thẳng cách nào nó cũng có một cái độ nghiêng nhất định. Tại vì cành nó vươn ra không có đều, không có một cái cây nào mà cành nó vươn ra đều hết. Ở phía đông cành nó dài, và cũng có khi ở phía tây cành nó dài hơn, và ngược lại bốn phía, xin lỗi, cũng như thế, bốn phía cành nó vươn ra dài hoặc ngắn tùy theo cái độ ánh sáng, độ gió của cái vùng đất đó. Mà hễ mà cành nó vươn ra không đều thì như vậy cái độ lệch của cái cây nó khác nhau. Quý vị có tưởng tượng ra chưa? Bây giờ quý vị tưởng tượng ra một cái cây nó mọc, cành nhánh nó mọc không có đều nhau, thì cái cành nào ở cái độ nào nó nhiều, cái hướng nào nó nhiều, thì khi nó bị ngã thì nó ngã về hướng nào? Nó ngã về cái hướng mà có cành vươn ra dài, vươn ra nhiều, tức là độ nghiêng của nó. Nếu độ nghiêng của cây mà khoảng từ 10 độ trở lên, chắc chắn cây nó sẽ bị ngã về cái hướng đó. Đây là hoàn toàn khoa học người ta chứng minh cho mình biết được. Khi chúng ta đặt cưa vào, người ta cưa hướng nào cũng được, nhưng mà độ nghiêng từ 10 độ trở lên nó sẽ ngã về cái hướng đó. Tương tự như thế, dòng chảy của nghiệp thức con người xuyên qua nghề nghiệp và tập quán của con người, hay là quan niệm sống, hay là sở thích, đạo Phật gọi đó là dục. Cái dòng chảy của nghiệp thức nó sẽ đi qua đó, nó sẽ hướng về cái chiều đó, và nó sẽ nghiêng đổ theo cái chiều đó. Một khi thân này nó gãy đổ, tức là cái cây của thân tứ đại này nó gãy đổ, thì dòng nghiệp thức nó sẽ cuốn chúng ta nghiêng về cái chiều của thói quen chúng ta hay sống, quan niệm của chúng ta thường nghĩ, và cách thức ứng xử thọ dụng của mình ở đời sống hiện tiền. Hành vi, lời nói và suy nghĩ được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ tạo thành thói quen, và thói quen đó chính là chiều hướng của dòng nghiệp thức cuốn chúng ta ngã đi sau khi chết. Như vậy thiện hay ác chúng ta có biết được không? Biết không? Sao không biết?
trời ơi, mình mà không biết mình thiện hay ác nữa rồi thôi chết rồi, ai biết cho. Bây giờ mình có biết mình tốt hay xấu, thiện hay ác không? Biết hết. Mà tại vì sao? Ngó lơ, tôi gì mà ác hả? Tôi gì mà độc hả? Còn khuya. Mình đâu có thấy mình ác, người khác mới thấy mình ác. Và ngược lại thì mình chỉ thấy mình tốt, mình chỉ thấy mình thiện. Và cũng đồng nghĩa như thế, chúng ta nhìn người khác chúng ta thấy toàn là những cái xấu, những cái ác. Mình chấm điểm cho mình là điểm 10, chấm cho người khác thì gắt gao lắm, dưới trung bình hết. Cho nên trong một cái nhóm lộn xộn, mình trở thành cái người nữ hoàng. Nhất đó, số 1 La Mã trong cái xóm đó. Lúc nào cũng vậy, mình phải biết mình đang là cái người sống theo nghiệp thiện hay là nghiệp ác. Quý vị phải biết rõ hơn ai hết. Vì mình biết rõ thì mình mới có khả năng cải thiện chiều ngã của cái cây tứ đại, thân tứ đại này. Chúng ta mới cải thiện được. Bây giờ cái cây mình nó vươn cái cành ra cái hướng ác thì chúng ta cắt bớt cái cành nó đi. Đó, chúng ta cắt bớt cái nhánh đó cho nó đừng ngã về hướng đó, cho nó ngã về hướng khác. Giống như cái cây mà có cái nhánh nó hướng về cái nhà mình, mình phải cắt bỏ nhánh đó để gió thổi cây nó sập, nó ngã xuống thì nó không có đè cái nhà, phải không? Cho nó ngã qua đè nhà người kế bên, phải không quý vị? Của mình thì giữ bo bo, của người thì để cho bò liếm đi, còn vỗ tay nữa. Con người ta nó tham dục, nó ích kỷ như vậy đó. Thưa đại chúng, chính quán tính, chính cái quán tính của cái nghiệp nó đẩy con người ta tái sinh thêm một quỷ đạo, mà đôi lúc người chuẩn bị ra đi không có sự lựa chọn, vì cái nghiệp nó dẫn mình đi rồi. Cho nên hồi đầu thị ngạn nó có giá trị rất là lớn, hễ mình quay đầu mình sẽ thấy bờ. Mà cái sự quay đầu của chúng ta nó ít lắm, chúng ta quen rồi, mỗi ngày chúng ta ăn mặn, cho nên chúng ta quen có một cái khẩu vị của mình là ăn thức ăn mặn. Bây giờ ăn lạc chúng ta ăn được. Ngay cả trong chùa các thầy, nếu quý vị biết, ăn cay ăn mặn quen rồi, đi tới đâu mà người ta nấu mà không có cay có mặn là các thầy phải bọc theo miếng ớt, thậm chí lem đem theo miếng muối tiêu để khỏi làm phiền ai. Nó lạc thì mình xịt vô có ớt mình nhai ăn cho nó đỡ lạc miệng. Nó thành cái thói quen. Cái này gọi là quán tính của nghiệp, nó đẩy mình đi theo cái quỹ đạo đó. Thì nếu chúng ta tạo nghiệp thiện khi chúng ta gần chết thì cái nghiệp thiện này nó kéo chúng ta đi vào cái quỹ đạo thiện, và ngược lại cái nghiệp ác nó sẽ kéo chúng ta đi vào con đường ác. Chúng ta không có khả năng để lựa chọn, thưa đại chúng, mà phải nhờ tới sự hỗ trợ ở bên ngoài. Cho nên mới có cái pháp hội niệm Phật để trợ niệm hay là cầu siêu, là gì? Để giúp cho những người này họ có thể ý thức được cái nghiệp của họ đã tạo ra, và họ ý thức thì họ mới dừng lại được. Tất cả người chết phải tái sanh theo sức đẩy của nghiệp. Sức đẩy của nghiệp nó sai biệt, hoàn toàn không giống nhau như lúc chúng ta sanh ra. Nó không có bẩm sinh. Cho nên nhiều khi cha mẹ rất hiền lành mà con cái thì nó lại là cùng hung cực ác. Và ngược lại, nhiều khi cha mẹ thì không có hiền mà con cái thì rất là nhân từ. Điều này chúng ta thấy rõ ràng là do cái nếp sống, do quan điểm của con người. Đó, trong tiến trình tái sinh chẳng phải ngẫu nhiên mà con người có và duy trì được phong tục tập quán nó khác nhau, thưa quý vị, mà nó được hình thành trên thói quen của văn hóa. Phong tục tập quán đó nó hình thành nên một lối sống và được lưu lại dưới cái dạng của nghiệp thức, tức là lưu lại trong tâm của mình. Bởi cái nghiệp thức đó nó dẫn chúng ta đi từ cảnh giới này theo cảnh giới khác. Cái đó gọi là năng lực của nghiệp thức. Nó chi phối khuynh hướng sống của con người từ khi có mặt trong bào thai của người mẹ. Năng lực của nghiệp nó chi phối từ khi mình có mặt trên cuộc đời này, không phải lúc sanh ra mà khi thọ thai. Cho nên quý vị thấy tại sao có những người phụ nữ rất hiền lành nhưng mà khi mang thai trở nên hung dữ, và ngược lại có những người phụ nữ rất hung dữ nhưng mà khi mang thai tự nhiên hiền lành đạo đức. Đây chúng ta giải thích trên nghiệp thức chi phối của con và mẹ. Ví dụ như Tôn giả Xá Lợi Phất được ghi lại ở trong Thập Đại Đệ Tử truyền là khi mẹ của ngài mang thai ngài đó, là tự nhiên là bà mẹ bà Sari đó, bà thông minh cực kỳ,
Bà có một cái người anh trai rất là giỏi, là một đại luận sư lúc bấy giờ. Nhưng mà khi bà mang thai thì bà có thể lý luận thắng cả người anh đại luận sư này. Cho nên người anh rất là tức mình và biết rằng chắc chắn đây là do trí tuệ từ nghiệp lực của thai nhi, nó ảnh hưởng tới người mẹ. Cho nên ông nhất định đi tìm chân lý, để một ngày nào đó ổng sẽ có thể đủ khả năng và bản lĩnh để lý luận với đứa cháu này sắp chào đời. Và đúng như thật, sau đó ông ta đối diện với tôn giả Xá Lợi Phất và không lý luận lại tôn giả Xá Lợi Phất. Ông chuyên tu tới mức không có thời gian để cắt móng tay. Móng tay ông dài cho nên ta gọi ông là Trường Trảo Phạm Chí, tức là thầy tu móng tay dài. Quý vị có nghe qua danh xưng vậy này chưa? Thì cái câu chuyện mà thầy kể lại giữa cái người cậu Trường Trảo Phạm Chí và người cháu là tôn giả Xá Lợi Phất, chúng ta thấy được rằng cái sự ảnh hưởng do nghiệp lực từ thai nhi, năng lực của nghiệp nó chi phối tới người mẹ. Từ khi đã thọ thai đã chi phối, cho nên người mẹ có thể hiền hơn, có thể đạo đức hơn, và cũng có thể trở thành người hung dữ hơn, có những tánh tình kỳ dị hơn. Ngoài cái vấn đề biến đổi về cơ thể vật lý, sinh lý của người mẹ khi mang thai, chắc chắn nó có sự ảnh hưởng bởi năng lực nghiệp chi phối trong đời sống quá khứ của thai nhi. Bây giờ thọ thai nó ảnh hưởng, cho nên nghiệp nó cảm tương thích giữa người mới chết với cha mẹ, tương lai sẽ tạo ra khuynh hướng đi của cuộc sống tiếp theo, tức là khuynh hướng của tái sinh. Nó bị ảnh hưởng bởi nghiệp cảm. Ở đây nó cần có sự tương ứng của nghiệp cùng với họ hàng của nghiệp, tái sinh nó mới hình thành được. Do đó người mới được sinh ra sau 10 tháng có cùng mẫu số nghiệp với mẹ cha và họ hàng để cùng chịu chung, đó gọi là cộng nghiệp, được thể hiện qua gen di truyền, hay là tướng mạo, hay là màu da, hay là bối cảnh sống của gia đình, hay là nếp sống gia phong, hay là những cái tập quán của gia đình đó. Tất cả những cái đó đều gọi là cộng nghiệp. Khi thưa quý vị, trong kinh Đức Phật đưa ra ví dụ về một cái ngọn nến. Quý vị có nghe cái bài kinh ngọn nến chưa? Chắc có người đã nghe. Nếu ai nghe rồi thì xin phép nghe lại, thầy nhắc lại quý vị nghe. Tức là Đức Phật đưa ra một cái cây nến, thì cây nến này nó muốn sáng thì chúng ta phải đốt, chúng ta phải thắp lên, phải không? Khi chúng ta dùng lửa, chúng ta thắp sáng ngọn nến lên, thì từ cái không, lửa nó sẽ trở thành có. Và cái ngọn lửa của cái ngọn nến đó, nó sẽ bị dao động bởi gió, và có khi nó cũng sẽ bị tắt bởi gió và bởi chính bàn tay của con người muốn nó tắt. Chúng ta bóp cho nó tắt, hoặc là chúng ta dùng quạt chúng ta tắt, hoặc là chúng ta kê miệng chúng ta thổi cho nó tắt. Thì tất cả các nhân duyên đều có thể làm cho ánh sáng của ngọn nến nó bị tắt, lập lòe hay là không còn cháy nữa. Thì thưa đại chúng, nếu như cái hành động mà gió thổi mạnh hơn, con người tác động, lửa nó có thể tắt, thì như vậy việc gì nó xảy ra với lại ngọn lửa? Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo như thế. Lửa sẽ đi theo hướng nào? Thưa quý vị, đúng, nó sẽ đi theo hướng gió thổi. Nó sẽ cuốn bởi gió, nó sẽ tắt bởi nhân duyên của gió thổi. Và lửa đó có thể khi nó chập chờn, và có khi nó sẽ tắt luôn. Và hoàn toàn nó tùy thuộc về hướng đông, tây, nam, bắc, mà hướng đó là hướng của gió thổi. Thì khi Đức Phật hỏi như thế thì tất cả các thầy tỳ kheo đều im lặng, không trả lời. Lúc bấy giờ Đức Phật mới dạy như sau: việc tìm kiếm và định hướng cho sự ra đi của lửa là điều không cần thiết, trong khi ngọn lửa đã tắt.
việc bàn luận nó đi về hướng nào, đó là vấn đề không có giá trị. Quý vị hiểu được cái đoạn này Đức Phật muốn nói gì không? Không à. Có nghĩa rằng con người sau khi chết đi về đâu? Hỏi làm gì, rảnh quá ha. Đức Phật đưa ra hình ảnh ngọn lửa, quá dễ thương, ngọn nến quá dễ thương phải không? Tức là do có nhân duyên người ta thắp lên thì ngọn nến mới cháy. Nhưng bây giờ do cũng nhân duyên là gió thổi hoặc là người ta tắt thì lửa nó cũng sẽ phải tắt. Thì đương nhiên nó tắt theo cái hướng của gió thổi rồi. Bây giờ chúng ta còn đi tìm ngọn lửa nó đi về đâu không? Có cần đi tìm không? Quá rảnh. Bắt đầu giáo giác đi về dòm coi, ngó coi hướng nào gió thổi tới, rồi hướng đó gió có mát không, gió thổi tới nó đem cái hương vị gì, nó là cái mùi cà phê hay là mùi mắm đó. Bắt đầu chúng ta chia chẻ ra coi phải làm cho nó loạn lên giữa mình và cái người đã chết không. Cho nên Đức Phật mới nói việc tìm kiếm và định hướng sự ra đi của ngọn lửa là điều không cần thiết, trong khi ngọn lửa đã bị tắt rồi. Cho nên mọi ý tưởng và hành động bàn luận về nó để tìm hướng của nó đi là một vấn đề không thích hợp. Ví dụ này được Đức Thế Tôn nói về cái chết. Sự ra đi của những người xuất gia chân chính có một đời sống tu học vững chắc, đạt được giá trị an lạc trong hiện tại, thì sự giả định về tiến trình tái sinh của người đó nhất định phải đến một nơi an lạc. Vì hiện tại họ đã gieo được một nghiệp nhân an lạc thì hướng đi của họ là hướng đi an lạc, không cần phải tìm hiểu. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận cho ra được nghiệp của người chết đã tạo trong lúc còn đang sống, đó là nghiệp ác ở mức độ nào, nghiệp bất thiện ở cấp độ nào và tội lỗi là bao nhiêu. Phải không các vị? Cái đó là chúng ta cần biết. Thứ nhất để mình tự răn cho mình. Người ta đi rồi đó, mai mốt cũng tới phiên mình thôi, đừng có chảnh mà ngồi đó mà tối ngày đi làm điệu, đi nhí nhảnh. Phải không? Giờ phải lo tu. Chứ bây giờ tối ngày cứ lo đi sắm quần, sắm áo, đi sơn móng, đi làm tóc hoài vậy. Cứ 2-3 ngày đi làm mà vừa tốn tiền vừa mất thời gian nữa. Rồi con cái mình nó cằn nhằn, rồi mình cũng nói má già rồi để cho má điệu, con má điệu mai mốt má chết nó cũng đẹp. Có bác bà tới nói với thầy đó, bảo nó con già rồi da nó nhăn nó xấu, thì cho con làm điệu một chút để chết người ta nhìn tao không có sợ. Thầy nói hiện tại ta nhìn bà ta còn sợ, đừng nói chi bà chết. Bà già mà bà điệu kiểu đó người ta sợ bà biết không. Nó bà bình dân lại đi, bà đừng có sơn đừng có nhuộm gì hết. Tóc hễ ai già thì tóc nó bạc là chuyện bình thường, già mà tóc không bạc cái đó mới là chuyện lạ. Phải không? Đằng này bà phải che chỉ tóc bạc bây giờ thành tóc đỏ. Nó bà nhìn kinh dị không? Nó móng tay bà bình thường bà cứ dựng đựng để cho đất nó dính vô. Nếu có sơn bà sơn cái màu nào đó để cho ta đừng có thấy đất thôi. Đằng này bà sơn cái gì màu đen đó, mà để chi nó dài sọc đó, đất nó dính vô còn ghê hơn nữa. Tự hỏi của bà trộn gỏi ai dám ăn. Thầy là thầy hỏi thẳng nè. Thầy nói bác cứ để bình thường người ta sẽ thấy bác là một người dễ thương, phải không? Trời ơi. Thầy nói tóc người ta còn cạo nữa, bà đó bà làm đủ trò trên đầu tóc hết, nó vừa tốn tiền vừa mất thời gian, không có tu được. Thầy không có chỉ trích những người làm đẹp, nhưng mà cái làm đẹp quý nhất đó chính là nét đẹp của tâm hồn giản dị, của nếp sống bình dân. Chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp, chứ không có người phụ nữ xấu, phải không mấy cô? Mình không đẹp bằng thể dốc, bằng sắc hình, nhưng mà mình đẹp bằng tâm hồn, đẹp bằng tấm lòng. Trời ơi, lùng lùng vậy chứ lòng của mình nó bao dung thì xin lỗi, còn đẹp hơn cái người cao mà hẹp lượng, đen đúa vậy đó mà thơm thảo, vẫn còn tỏa sáng hơn người trắng trẻo mà lòng dạ thì rất là ô uế. Không biết thầy nói vậy có đụng chạm tới ai không ha? Có mà làm gì nhau? Niệm Phật về. Cho nên điều mà Đức Phật nói về cái ngọn lửa đi về đâu đó là muốn chỉ rằng đời sống hiện tại của các thầy mà sống phạm hạnh, sống thanh tịnh, sống đạo đức thì đương nhiên cảnh giới tiếp theo của các thầy là cảnh giới an lạc giải thoát rồi.
Và cũng thế, người cư sĩ tại gia hiện tại đã quen đi theo những nguyện ước, những việc làm, những nghiệp hành đó là thánh thiện, thì sau khi chết, nghiệp đó sẽ dẫn họ đi theo nguyện ước thánh thiện, và theo cái tập quán nghiệp đó sẽ đến những cảnh giới an lạc, giải thoát hơn. Chúng ta cần tìm hiểu về nghiệp bất thiện của người thân chúng ta gây ra, để mình cảnh tỉnh mình không có dẫm lại vết xe trước đã đổ. Và thứ hai, mình cũng tự nhắc nhở mình và tạo nhiều công đức hồi hướng cho người đó, mang tính giáo dục cho con em của người đó và người thân của mình luôn phải hướng thiện, dù người thân của mình đã ra đi, như là chuộc lại lỗi lầm xưa. Đây hoàn toàn mang yếu tố tâm linh và giá trị đạo đức. Quý vị đừng bài xích nha. Giống như một số vị đã cực đoan cho rằng đây là không phải của Phật nói. Xin thưa, chưa chắc. Hãy mà đời sống nào nó dẫn tới sự an lạc của tâm hồn bằng chính cái tinh thần cải thiện nghiệp báo của mình, đời sống đó luôn được Đức Phật trân trọng. Vì đời sống đó gọi là đời sống của người tu tập, tức là một hành giả chân chính, một người tu tập chân chính, không phân biệt xuất gia hay tại gia, tăng hay tục. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đã có trả lời làm thỏa mãn những người tò mò về sự ra đi của đấng giác ngộ. Tại vì có nhiều người hỏi, tức là ngoại đạo hỏi Đức Phật là đã giác ngộ rồi, như vậy thì sau khi chết thì đi về đâu? Mấy ông ngoại đạo thời xưa cũng nhiều chuyện lắm. Cũng có nhiều người tới hỏi thầy, thầy tụi con là phàm phu tục tử ngoài đời, tụi con chết tụi con bị đọa lạc, vậy còn thầy sau khi chết thầy đi về đâu? Thầy nói muốn biết thì bây giờ đi theo thầy đi. Đó, đi theo thầy, thầy tụng kinh thì đi theo tụng kinh, thầy ăn cơm thì theo ăn cơm, thầy làm cỏ theo làm cỏ, cứ đi theo thầy suốt vậy thời gian thử coi sau khi chết đi về đâu. Thì có đi trên con đường này mới biết được sau khi chấm dứt con đường này chúng ta đi con đường nào, phải không quý vị? Đó, quý vị muốn biết cứ cạo đầu, khỏi nói on đơ tró trét gì hết. Thì khi đọc cái đoạn kinh trong Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật trả lời, quý vị biết dễ thương lắm. Đức Phật đưa ra hình ảnh dẫn dụ về cái chết và tái sinh của bậc chứng đạo, tương tự cũng giống như mặt trời, cũng giống như sự xoay chiếu của mặt trời 12 tiếng vào ban ngày và kết thúc 12 tiếng vào ban đêm. Nhưng mà ban ngày thì mặt trời nó chiếu sáng đúng 12 tiếng, nhưng ban đêm mặt trời có chiếu sáng không? Có, quý vị sai lầm. Mặt trời chiếu sáng ở bên kia trái đất, vẫn chiếu sáng, mặt trời vẫn chiếu sáng, nhưng mà chiếu sáng phía bên đây của trái đất 12 tiếng, chúng ta gọi là ban ngày. Chiếu sáng bên kia trái đất 12 tiếng do trái đất nó che lại, ánh sáng nó không có lan qua được, chúng ta tạm gọi là ban đêm. Ban đêm không thấy mặt trời, không thấy mặt trời rồi kết luận mặt trời không còn nữa, mặt trời của em đã tắt rồi. Phải không? Không, mặt trời vẫn chiếu 24 tiếng đồng hồ, mà chia ra làm hai giai đoạn. Một giai đoạn 12 tiếng đồng hồ ở phía thuận chiếu tới, chúng ta gọi là ban ngày, thấy ánh sáng. Và chiều không thuận bị cản, cho nên không thấy ánh sáng, chúng ta gọi là ban đêm. Mặt trời vẫn tiếp tục chiếu. Cho nên chúng ta phải biết được rằng mặt trời không bị mất đi, nó vẫn tiếp tục chiếu sáng ở nửa bên kia trái đất. Ban ngày, ban đêm do cấu trúc vật lý của trái đất, sự xoay chuyển của trái đất mà thôi. Cũng vậy, điều đó chứng tỏ rằng cái chết và tái sinh của bậc chứng đạo, những người mà sống theo thiện nghiệp hay là giác ngộ, đi theo nguyện ước của mình, miễn nơi nào có nhân duyên, thông qua nhân duyên đó thì sự an lạc, lợi ích và hạnh phúc của số đông của chúng sanh sẽ được thiết lập từ nơi hạnh nguyện của người có thiện nghiệp, hay gọi là bậc đã giác ngộ. Đó gọi là nguyện lực tái sinh. Đó, quý vị muốn biết là các thầy, các cô tu tập hay là những Phật tử nào tu tập chân chánh sau khi chết đi về đâu, quý vị cứ tu theo họ là biết liền, phải không? Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta làm như thế nào để ổn định tâm lý trước khi chết. Điều này khó. Bây giờ quý vị rất là hoang mang cho cái chết của mình, phải không? Sợ chết không? Đừng nói không, quý vị nói không là thầy không có tin đâu. Mình có thể lì, mình có thể liều, mình có thể là không sợ đau đớn, nhưng mà thực sợ, thực chất đó, chết ai cũng sợ, thầy cũng sợ chết, đừng nói chi ai.
Tại vì sao? Con người của chúng ta sanh ra ở cõi đời này được gọi là hữu tình chúng sanh, tức là chúng ta có tình thức tái sanh ở cảnh giới này, hay là sanh đến cảnh giới này do nghiệp lực, chúng ta vẫn còn chi phối bởi một chữ tình, trong đó đặt nặng về người thân. Các vị thì có chồng, có vợ, có con, có cháu, thầy thì lại có đệ tử, rồi có sự nghiệp hoằng pháp của mình. Các vị thì có tiền, có bạc, thầy còn phải đi dạy học. Thầy nghĩ trời, bây giờ mà chết cái nó uổng quá đi, phải không? Phải không quý vị? Rồi mình sanh ra đời sao là phải mấy chục năm nữa mới có được ông thầy, mà không biết nó còn lành lặn không, là nó rách mướt bởi hận thù, bởi tham dục. Rồi biết mình sanh ra có gặp Phật Pháp sớm hay không, hay là già cằn, già khù cú đế rồi mới được Nam Mô, phải không? Người ta mới sanh ra người ta biết A Di Đà Phật chắp tay, còn mình xin lỗi chứ kế bên chùa cả đời chưa bước chân vô chùa, như khi gặp thầy chùa còn ghét nữa. Gần hết giờ chưa thầy? Gần rồi hả? Mấy phút nữa thưa thầy? 5 phút nữa hả? Thôi chết rồi, rửa làm răng ha. Chắc có lẽ thầy sẽ hẹn lại ở một dịp khác để nói tiếp về vấn đề này. Thưa quý vị, quan trọng nhất của chúng ta đó là làm sao để ổn định tâm lý trước khi chết, thái độ bình thản với sự sống và cái chết, không bận lòng về cái cảnh giới mà chúng ta chết đi về đâu. Chúng ta đừng nên bận lòng, vì đó là con đường mà ai cũng phải đi, chắc chắn như thế, ai cũng sẽ phải đi qua hết, sớm muộn gì cũng phải một lần đi. Vấn đề sống thọ hay chết yểu không quan trọng, quan trọng là chúng ta chết như thế nào và chất lượng đời sống ra sao, đó mới là điều chúng ta cần quan tâm. Nếu suốt quá trình chúng ta sống hiền lành, đạo đức, an vui, hạnh phúc, thì cái nghiệp này nó sẽ dẫn chúng ta đi tới cảnh giới tốt. Và cận tử nghiệp của chúng ta, tức là những điều chúng ta khởi lên sự tạo tác ở trong tâm hay là hành động, nó vẫn là chiều hướng thiện để có một cột mốc đẹp dẫn cho chúng ta đi tới một cửa ải hoàn toàn thánh thiện. Cho nên chúng ta phải thật sự quan tâm tới đời sống hiện tại của mình, đừng luyến tiếc vào các kỷ vật, nó làm cản trở cho sự tái sinh an lành của mình. Ở đây thầy nói để quý vị nhớ ha, mình có người thân mất, chúng ta tốt nhất không nên giữ một cái gì của người thân để làm kỷ vật hết. Quý vị nhớ, đem bố thí hết. Tinh thần của Kinh Địa Tạng là như thế. Bố thí để gì? Để giáo dục cho người thân phải có tâm buông xả. Quý vị biết, thầy thấy có nhiều người đó là không chịu bố thí, nói là bây giờ mà bố thí là cái người chết đó họ tiếc, rồi họ đi theo họ đòi, phải không quý vị? Có người đi về nhà đòi nữa, đem cái áo ra mộ kìa, nó mượn không trả. Đã vậy rồi mình giữ lại làm gì? Mình phải bố thí để dạy cho họ cái tâm buông, buông bỏ hết tất cả những gì tồn tại trong kiếp người ngắn ngủi của họ, cho dù đó là 10 năm, 20 năm hay là 100 năm, 3 vạn 6 ngàn ngày. Không có để cho họ phải tham chấp bởi sự luyến tiếc vào các kỷ vật, nó cản trở cho tiến trình tái sinh. Hương linh sẽ có cơ hội bám víu vào những cái thi thể của mình à, hoặc là những vật kỷ niệm, nơi mà có hạnh phúc êm đềm. Chúng ta đừng có nên kêu réo, đừng có giữ lại. Quý vị biết ở văn hóa phương Tây đó, người ta có cái khuynh hướng là trang điểm cho người chết. Cái này phương Đông mình không có đâu, mới bắt chước sau này thôi, phải không? Tức là ở phương Tây nó có một cái người chuyên về trang điểm cho những xác chết. Và họ nghĩ rằng cái chết nó xấu xí lắm, cho nên phải làm cho họ đẹp, để cho người đi tới viếng không thấy sợ. Mà cái người chết đó, họ cũng tự tin sau khi chết. Rảnh quá, nó chết rồi nó còn dòm ngó cái xác nó còn đẹp hay xấu, phải không? Bây giờ quý vị có thống nhất với cái quan điểm là khi chết mình trang điểm không? Ai thích trang điểm cho người chết giơ tay lên. Ai không thích trang điểm giơ tay lên. Còn số không giơ tay của hai quan điểm đó là sao? Quý vị biết cái nghiệp mà nó kéo chúng ta đi mạnh nhất lúc gần chết, cái nghiệp đó quan trọng lắm. Và chúng ta biết được rằng sau khi chết không phải là hết, chỉ là cái thân tứ đại sắc chất thọ tưởng hành thức này nó tan rã, nó dừng lại, tim ngừng đập, không thở nữa thôi. Chứ còn một cái tồn tại đó là gì? Là nghiệp thức. Thân ngũ uẩn này nó dừng thôi, cái nghiệp thức đó nó còn di chuyển, nó còn vận hành mà.
Cho nên chúng ta làm cái gì trên cái thân xác đó, họ đều cảm nhận được hết. Vui hay buồn họ biết hết, đau đớn hay hạnh phúc họ cũng biết hết. Cho nên không có cái vấn đề mà khóc than, không có níu kéo và cũng không có trang điểm, vì làm cho họ phải ở lại nữa. Họ ở lại, họ bám vào đó, họ thấy họ đẹp mà, cho nên họ ngồi đó họ ngó miết thôi đó. Họ ngó rồi họ đâu có đi, họ không đi tái sanh rồi họ đó. Lâu lâu họ khiều mình cái, lâu lâu họ hú mình tiếng, quý vị dám không? Đó, trang điểm chi để cho ở lại, người ta khiều mình, người ta hú mình. Cho nên không tạo nhân duyên để cho họ dính mắc vào sự luyến ái, cố chấp và tham đắm. Vì họ dính mắc nhiều hơn, họ sẽ khổ. Lúc sống họ không đẹp, khi chết đẹp quá. Cho nên hương linh nó có cái xu hướng là tiếc nuối cái thân xác đó, cái hình hài đó, nó thân thể đó, cho nên không có muốn ra đi. Quý vị thấy thỉnh thoảng là lâu lâu thầy soi gương, thầy cũng thấy trời bây giờ mình mà chết nó uổng lắm ấy à. Cũng còn trẻ, cũng còn đẹp mà. Liên hoa sắc thì khao ni đó, phát tâm xuất gia rồi. Phát tâm xuất gia rồi, trên đường đi xuất gia bà đã tới cái hồ nước đó, bà rửa mặt, bà soi bóng xuống, bà thấy trời bà đẹp quá, bà đi tu sao nó uổng vậy, cho nên trở lui không đi tu. Trời, liên hoa sắc đẹp quá vậy mà đi tu vậy, cạo đầu làm ni cô, cái đầu nó bằng trái dừa, nó nhỏ xíu như vậy sao tu được. Cho nên bà không đi tu. Rồi chư thiên mới hiện ra đó, hiện ra là một cô thiếu nữ đẹp gấp ngàn lần cổ, tới nói chuyện tâm sự với cổ. Xong cái cô này tự nhiên ngã ra, cô chết. Cô chết rồi, cái xương nó còn, nó thịt nó tan ra, nó sình. Cô thấy cô sợ quá, người ta đẹp hơn mình, người ta còn chết. Vậy mình có nghĩa địa gì đâu, cho nên thôi đi xuất gia nữa. Tại bà biết một ngày kia bà cũng sẽ chuyển hộ khẩu tới Bình Hưng Hòa. Bữa nay Bình Hưng Hòa cắt hộ khẩu hết rồi, quý vị khỏi mơ. Bình Hưng Hòa không phải là nơi quay về của các vị nữa. Cho nên khi mà thái độ nuối tiếc xuất hiện thì hương linh thường bám víu vào bất kỳ những vật nào mà họ có, bao gồm cả hài cốt hay là mộ huyệt. Quý vị nhớ điều này nha. Di ảnh mồ mả đền thờ tộc hạ, tộc họ, thậm chí những âm thanh, những băng đĩa mà ghi lại những điều mà họ còn sống hay tang lễ họ, họ đều bám víu vào những vấn đề này. Tại vì sao? Vì đó là xuất phát từ cái tâm tham luyến, cái tâm tham chấp. Họ vẫn còn vẫn phưởng phất ở đâu đó. Cho nên là các vị đừng bao giờ tham chấp vào vấn đề mà cố gắng dựng lại những điều đã tan vỡ từ quá khứ, nhất là khi người thân chúng ta ra đi. Ở đây không phải là chúng ta vô tình. Điều này thầy biết các vị khó làm lắm, vì mình có tình cảm với chồng, với vợ, với cha mẹ, với con cái mình rồi. Cho nên bây giờ chết mà chúng ta im lìm, chúng ta không làm gì hết. Rồi chết rồi xong tự nhiên mình đem thiêu rồi mình rải cốt đi. Người ta sống có cái nhà, người ta thác có cái mồ, phải không các vị? Mà xây mồ cho đẹp kìa, giống như Dương Dốc Ai Tả Bá Đào. Quý vị có nghe câu chuyện này không? Hai người bạn thân với nhau, một người đỗ đạt làm quan, nó một người ở nhà học hành, tức là làm tướng, người ở nhà chết. Thì khi người này trở về vinh quy bái tổ, thấy bạn mình chết vì tội nghiệp quá mới xây cái mộ. Xây mộ đẹp xong ổng nằm mơ, ổng thấy bạn ổng ngày nào cũng mình mẩy đẫm máu, về kêu ổng là đập cái mộ đi, tại vì ổng không ở được, vì ở là bị những người khác đánh để giành cái nhà đẹp đó. Hồi xưa thầy nghe kể câu chuyện này thầy thấy nó hay, và lớn lên thầy cho rằng nó là huyền ảo. Nhưng mà khi học Phật lại thầy mới biết được rằng câu chuyện này nó có giá trị giáo dục về vấn đề hương linh tham tiếc, bám víu vào những kỷ vật vật và những sở hữu của họ và của người thân dành cho họ, bao gồm cả hài cốt, mộ huyệt, di ảnh, mồ mả, đền thờ, giọng nói, vân vân. Họ chấp vào những điều này và họ muốn dời về quá khứ của họ và muốn bám víu vào quá khứ của hương linh để làm cho hương linh chấp kẹt vào đó. Cho nên hoàn toàn những yếu tố này nó trì hoãn cho vấn đề tái sinh. Trong kinh, Đức Phật nêu ra các tình huống nuối tiếc của hương linh. Thứ nhất, đó là gia tài sự nghiệp khiến cho hương linh tiếc nuối không thể buông được. Thầy đây không có cọng tóc, đây thầy còn tiếc nuối. Cái chùa đó mình chết rồi ai lên làm chủ trì, chuyện đó chuyện của đời sau. Quan trọng là người đời sau có tiếp nối truyền thống của người đời trước hay không, phải không? Đằng này mình còn lo nữa, không biết rồi nghe nó có hành đạo được không, đệ tử mình có tốt không, rồi Phật tử có đi tới nữa không, hay là bỏ rơi ngôi chùa mình lạnh như chùa bà đánh. Cái thứ hai, Đức Phật dạy điều mà khiến cho người ta tiếc nuối không buông bỏ, đó là tình yêu, tức là tình cảm giữa vợ chồng, trai gái,
hoặc là giữa con cái thân quyến với nhau, mà quan trọng là những cặp tình nhân quý vị biết chết khi mà họ chưa đến với nhau từ hôn nhân, chỉ còn cái tình yêu đó nó sẽ khiến cho họ khó siêu thoát, hoặc là họ thất tình mà họ tự tử, quý vị biết khó siêu thoát lắm, vì cái tâm tham chấp luyến ái của họ quá nhiều đó. Trường hợp này là nguy hiểm nhất, quý vị nhớ tình cảm của con người đây là cái yếu tố nguy hiểm nhất khiến cho hương linh bám chấp và không siêu thoát. Vấn đề thứ ba đó là sự nghiệp hay là những kế hoạch của họ chưa thực hiện, cho nên họ sẵn sàng không chấp nhận cái chết. Một khi cái chết đến làm cho họ cứ vẩn vơ hoài, cứ u hoài với những cái sự nghiệp mà họ chưa thực hiện được. Nói chung bám víu vào bất kỳ cái gì trên cõi đời này trong giờ phút lâm chung đều có thể làm cho sự ra đi của hương linh bị tắc nghẽn, bị kẹt lại một thời gian trong cảnh giới gọi là trung ẩm thân, vốn là một điều bất hạnh nhất cho người đã chết. Thưa quý vị, ai cũng muốn biết mình chết sẽ đi về đâu, và mình muốn biết người thân mình có an lạc sau khi chết hay không, và chết nó là cảnh giới như thế nào. Thực ra những điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta phải tạo dựng cho được một con đường bình an hiện tại để cho chúng ta đi, và đó là cách để chúng ta chọn lựa cõi đi về cho mình. Điều này thầy xin phép được nói tiếp tục ở những pháp hội khác, nhân duyên khác. Thưa quý vị, rất tiếc là thời gian không cho phép để nói nhiều hơn về vấn đề này, nhưng thầy tin tưởng một điều rằng quý vị không có tiếc nuối gì khi chúng ta dỡ đi nơi an nghỉ ngàn thu của người thân mình, phải không các vị? Các vị đồng ý không? Đây nó thuộc về phạm trù văn hóa. Người Á Đông rất sợ động tới mồ mả của cha mẹ ông bà mình, phải không các vị? Sợ lắm phải không? Sợ động tới rồi làm ăn không khá, hoặc giả là nó có chuyện gì đó nó bất thiện đột biến xảy ra trong gia tộc. Nhưng nãy giờ thầy đã trình bày với các vị rồi, không khéo chúng ta lại tạo thêm nhân duyên cho người thân của mình bám víu vào những gì họ đang có, dù nơi đó chỉ là một nấm mồ. Tốt nhất chúng ta nên để cho họ thanh thản để đến nơi mà họ đến theo nghiệp, và chúng ta tác động thêm bằng chính nhân duyên tu tập đạo đức của mình để cho họ đồng hướng thiện và đồng tu tập. Hễ họ cùng tu tập hướng thiện thì họ sẽ sanh về những cảnh giới an nhàn. Đó chính là nguyện vọng tha thiết của chúng ta, những người tham dự trong pháp hội hôm nay, và cũng chính là những người có người thân trong 40 mấy ngàn ngôi mộ nằm ở tại mảnh đất Bình Hưng Hòa này. Xin được tạm biệt và chúc các vị an lành.